Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như chúng ta đã biết, Hàn Quốc luôn là cái nôi khởi đầu cho những lối chơi cực dị. Mỗi khi Liên Minh Huyền Thoại có thay đổi hay cập nhật gì mới mẻ, các cao thủ xứ sở kim chi luôn biết cách tìm ra và khai thác các lỗi game cực kỳ hiệu quả và biến nó trở thành xu hướng mới của trò chơi. Dù biết hầu hết những vị tướng hay trang bị cho Liên Minh Huyền Thoại đều có một số khắc chế nhất định, tuy nhiên với những lối chơi siêu dị mới được phát hiện tại danh Hàn thì gần như không có cách nào để chế ngự cả. Đơn giản vì nó chưa xuất hiện đủ nhiều và lâu để cộng đồng tìm ra cách giải quyết. Ngay khi phiên bản cập nhật 10.7 vừa mới cập bến máy chủ Hàn Quốc, đã xuất hiện rất nhiều thay đổi. Những lối chơi mới dần như thống trị chế độ xếp hạng một cách khó tin. Thêm vào đó, với việc Riot Game quan tâm nhiều hơn đến khu vực đường trên, thì nhiều game thủ đã sử dụng vị tướng Jilin mang ngọc sẵn sàng tấn công để đối đầu với các tướng tay ngắn ở top. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay hãy cùng với Cà Phê Liên Minh giải mã lối chơi dị này nha. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Đầu tiên chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Jilin trong vai trò pháp sư đứng giữa hay hỗ trợ. Vị tướng này nổi tiếng nhờ khả năng cấu rỉa máu rất đơn giản, dễ dàng thực hiện và có thể gây ra lượng sát thương lớn. Bên cạnh đó thì Jilin cũng sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng, vừa có sát thương, vừa có thể hỗ trợ, vừa cả khống chế, đặc biệt có khả năng hồi sinh đồng đội. Chính vì vậy con bài này phù hợp với hầu hết các chiến thuật và đội hình. Tuy nhiên sát thương dồn vào mục tiêu sẽ giảm về cuối trận, trong khi các chiêu thức cũng khá tốn năng lượng và cần sự phối hợp từ các đồng đội. Nói về Jilin đường trên thì đây có lẽ là lối chơi cực kỳ chôn nhưng lại bất ngờ hiệu quả ở thách đấu Hàn Quốc khi có thể thắng được gần như mọi đối thủ tay ngắn ở đường trên. Lý do là vì Jilin có hai công cụ khá mạnh khi đi đường, đó là khả năng làm choáng với hai quả bom thời gian chính xác và khả năng làm chậm hoặc tăng tốc từ chiêu E bẻ cong thời gian. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bảng ngọc độc lạ Jilin đường trên nha. Như đã nói ở trên, điểm ngọc sẵn sàng tấn công ở nhánh chính chuẩn xác sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Nó giúp cho Jilin gây thêm sát thương lên mục tiêu sau khi đánh trúng 3 đòn liên tiếp, đồng thời tăng sát thương kẻ địch phải nhận từ mọi nguồn thêm từ 8 đến 12% trong vòng 6 giây. Ở hàng thứ hai với hiện diện trí tuệ sẽ giúp cho Jilin hồi lại 20% năng lượng với mỗi lần tham gia hạ gục con mồi. Bên cạnh đó nó còn tăng thêm tối đa 500 năng lượng. Kế đến với huyền thoại tốc độ đánh thì vị tướng này sẽ nhận được một chút tốc độ đánh và tăng khả năng gây sát thương từ đòn đánh tay hiệu quả hơn. Ô ngọc còn lại bên nhánh chính sẽ là đốn hạ, giúp gây thêm từ 5 đến 15% sát thương lên những mục tiêu trâu bò khi dựa trên lượng máu mà chúng nhiều hơn so với Jilin. Chuyển sang nhánh phụ cảm ứng, với sự lựa chọn giao hàng bánh quy thì các bạn có thể trụ đường tốt hơn nhờ một chút máu và năng lượng được hồi, cũng như tăng vĩnh viễn 50 năng lượng. Cuối cùng điểm ngọc thuốc thời gian sẽ gia tăng hiệu lực của bình thuốc và bánh quy, đồng thời tăng thêm 5 tốc độ di chuyển khi đang sử dụng hai vật phẩm vừa nêu. Tóm lại thì chúng ta có thể thấy bảng ngọc của một Jilin đi top với ngọc siêu cấp sẵn sàng tấn công, được bổ sung rất nhiều khả năng hồi phục năng lượng. Vì bộ kỹ năng của vị tướng này trong giai đoạn đầu khá tốn mana. Bên cạnh đó thì khả năng gây sát thương từ các đòn đánh tay với tốc độ đánh cộng thêm cũng rất cần thiết. Đặc biệt với ô ngọc đốn hạ sẽ giúp Jilin gây ra một lượng sát thương lớn lên những con bài đấu sĩ hoặc chống chịu nhiều máu hơn so với chất tướng mỏng manh của giám hộ thời gian. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với cách xây dựng trang bị nha. Với điểm ngọc thuốc thời gian, gia tăng hiệu lực của bình thuốc khi hồi ngay 50% năng lượng hoặc máu thì không có lý do gì để các bạn không khởi đầu với bình thuốc biến dị. Nó sẽ giúp cho Jilin hồi phục 125 máu và 75 năng lượng trong vòng 12 giây. Đồng thời với hiệu ứng va chạm biến dị thì vị tướng của chúng ta có thể gây thêm sát thương phép với kỹ năng sát thương và đòn đánh thiêu đốt kẻ địch. Kế đến, trang bị lớn đầu tiên mà bạn bắt buộc phải lên là Nanh Na Sho, bởi vì nó cung cấp Jilin 80 sức mạnh phép thuật, 50% tốc độ đánh và 20% giảm hồi chiêu, cũng như gây thêm sát thương phép với mỗi đòn đánh thường lên người đối phương. Món đồ tiếp theo sẽ là trang bị bổ sung 60 tốc độ di chuyển và giảm hiệu ứng làm chậm phải nhận đi 25%, đó chính là giày bạc.
Vì vậy các bạn lưu ý đừng quá ham lên sát thương mà bỏ qua những trang bị nhỏ nhưng quan trọng này nha. Cuồng đao Winsu sẽ là trang bị cần thiết cho Jilin đường trên khi gia tăng 25 sức mạnh công kích, 25 sức mạnh pháp thuật và 25% tốc độ đánh. Đáng chú ý với nội tại của nó sẽ giúp Jilin gây thêm 15 sát thương phép với mỗi đòn đánh thường trúng mục tiêu và 15% xuyên giáp, xuyên kháng phép, 8% tốc độ di chuyển. Cũng như với cuồng nộ Winsu thì cứ mỗi 3 đòn đánh thì hiệu ứng trên đòn đánh sẽ được kích hoạt 2 lần. Ok, với hai món đồ lớn gây sát thương mà nãy giờ chúng ta đã nhắc đến thì bây giờ các bạn nên ưu tiên lên trang bị có thiên hướng phòng ngự là giáp liệt sĩ. Khi ngoài 425 máu và 60 giáp thì với nội tại thiết giáp sẽ bổ sung tối đa 60 tốc độ di chuyển và cú đánh nghiền nát sẽ gây thêm sát thương phép với mỗi cộng dồn xung lực. Cuối cùng, tùy thuộc vào tình hình thực tế diễn ra của ván đấu mà các bạn hãy lựa chọn những trang bị sao cho phù hợp nha. Tuy nhiên theo cá nhân mình nghĩ, khi bước vào giai đoạn cuối trận với khả năng chống chịu của các tướng đỡ đòn bên phía đối phương đã được gia tăng lên rất nhiều thì các bạn có thể mua lời nhắc tử vong nhằm giảm bớt khả năng hồi máu và giáp cao của chúng với 25% xuyên giáp và hiệu ứng vết thương sâu. Bên cạnh đó với đao tím cũng là một sự lựa chọn không tồi khi ngoài tốc độ đánh, kháng phép và tốc độ di chuyển thì trong trường hợp Jilin còn dưới nửa máu vì tướng này sẽ được hồi máu bằng với 33% sát thương hiệu ứng gây ra. Như vậy nhìn chung, với lối xây dựng trang bị mà chúng ta đã nói thì Jilin đi top sẽ có thể gây sát thương hỗn hợp vừa sát thương vật lý vừa sát thương phép thuật khiến đối thủ cùng đường phần nào đó gặp khó khăn trong việc lên trang bị. Bên cạnh đó, vị tướng này còn được cộng thêm rất nhiều tốc độ đánh và tốc độ di chuyển, từ đó giúp tăng hiệu quả của các đòn đánh thường và có thể thả diều một cách tốt hơn. Ngoài ra, khả năng gây sát thương lên những mục tiêu nhiều máu cũng được cải thiện đáng kể và nó sẽ hỗ trợ rất tốt với điểm ngọc đốn hạ. Cuối cùng, với một chút chống chịu và khả năng hồi phục từ đao tím thì Jilin có thể sống sót lâu hơn cho những pha giao tranh dài hơi. Ok, bây giờ chúng ta hãy nói đến cách cộng chiêu và lối chơi Jilin đường trên. Trước tiên không cần nhắc, các bạn cũng đã biết kỹ năng Q bom hẹn giờ là chiêu thức gây sát thương và quấy rối chính của Jilin, do đó cần được nâng tối đa đầu tiên. Sau đó đến lượt kỹ năng E bẻ cong thời gian nhằm tăng tốc độ di chuyển, tránh khỏi những pha ganh từ rừng đối phương hoặc thả diều và làm giảm tốc độ di chuyển của đối thủ đi cùng đường. Trong khi chiêu W rút ngắn thời gian có thể giảm thời gian hồi chiêu các kỹ năng cơ bản khác của Jilin, từ đó gia tăng khả năng đặt bom và tăng tốc độ di chuyển liên tục. Thế nên các bạn chỉ cần cộng một điểm trong giai đoạn đầu và sẽ nâng sau cùng. Trước cuối đảo ngược thời gian, cứ lấy đúng cấp độ của Jilin. Về lối chơi như mình đã nói, Jilin có hai công cụ rất mạnh khi đi đường trên, đó là khả năng làm choáng khi tung hai quả bom thời gian chính xác và làm chậm cực kỳ khó chịu từ chiêu E bẻ cong thời gian. Chính vì vậy khi đạt được cấp độ 3, các bạn hãy thử trao đổi với đối phương bằng cách thực hiện Q vào mục tiêu. Kế đến nhấn W để hồi lại Q và Q thêm một lần nữa để làm choáng. Sau đó đánh thường và kích hoạt E tăng tốc để thả diều con mồi hoặc làm chậm cho chắc cũng được. Trong giao tranh, các bạn hãy đặt bom Q lên đầu đồng đội rồi dùng E để tăng tốc, W để hồi thời gian các kỹ năng và Q thêm một lần nữa. Hãy luôn nhớ sử dụng chiêu cuối đảo ngược thời gian một cách hợp lý đấy nha. Một điều đáng chú ý nữa là đa phần các đối thủ đường trên của Jilin đều là tướng tay ngắn nên khả năng rất cao là chúng không thể chạm được vào người của giám hộ thời gian. Chính vì vậy, để chơi tốt được cách chơi này, các bạn nên sở hữu khả năng hit and run hay thả diều khi đánh thường tốt và tận dụng tối đa khả năng tăng tốc từ chiêu E để giữ khoảng cách với đối thủ. Nếu thuần thục được thì đây là phong cách chơi vô cùng giải trí khi chơi game một mình. Đối thủ sẽ không thể chạm vào bạn mà sẽ rút máu từ từ bởi những đòn đánh thường tưởng yếu nhưng mạnh không tưởng. Tóm lại, Jilin là một vị tướng đòi hỏi kỹ năng từ người chơi rất nhiều cũng như mang đến sự khó chịu nhất định. Lối chơi này không khuyến khích ở danh Việt vì Jilin đường trên không phải là một lối chơi chính thống dành cho vị tướng này. Tuy nhiên trong những trận đánh thường thì đây chắc chắn sẽ mang lại tính giải trí cao và mới lạ để bạn có thể trải nghiệm trong mùa dịch này được không ạ? Và bây giờ là toàn bộ nội dung về lối chơi dị Jilin đường trên sử dụng điểm ngọc siêu cấp sẵn sàng tấn công của Cà Phê Liên Minh. Nếu những bạn nào có vị trí sở trường đường trên thì có thể nghiên cứu và trải nghiệm thử nha.
Bên cạnh đó, với những con bài tay ngắn đường trên sẽ phải lo sợ phần nào với sự xuất hiện đầy mới lạ này. Và sau cùng, khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì đây là ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.